Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Vào khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 10, trên đường Xuân Thủy, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Xe ô tô 29 chỗ, biển 86B 01628 chở nhiều thợ lặn, thuyền viên trở về sau chuyến biển khi lưu thông hướng Mũi Né, bầu trắng. Đến địa điểm trên, thì xảy ra va chạm với xe ô tô 4 chỗ biển số 66A-02692. Sau va chạm, tài xế xe ô tô 29 chỗ tiếp tục tông vào vách tường đá của resort rồi đánh lái, lao qua lề đường bên phía biển. Ô tô này tông vào cột đèn đường rồi mới dừng lại. Tại hiện trường, phần đầu ô tô 29 chỗ bể nát, tài xế bị thương và kẹt trên xe. Người dân cùng những người trên xe đã đưa tài xế ra ngoài. Hai xe cứu thương chạy đến hiện trường và đưa khoảng 7 người trên xe ô tô 29 chỗ đến bệnh viện. Ô tô 4 chỗ vỡ nát phần capo, tài xế an toàn. Ngay sau vụ việc, công an địa phương đã đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông để chờ lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Phan Thiết đến điều tra vụ tai nạn.